trở lại với nhóm review. Thì như chúng ta đã biết, điện áp của da của các cái chân vi điều khiển, chân IO thì là thường là rất là thấp và dòng của nó cũng thấp, nên là chúng ta không thể sử dụng các cái tín hiệu trực tiếp từ cái chân vi điều khiển đó để điều khiển các cái thiết bị có công suất lớn, ví dụ như là bóng đèn hay là động cơ trên tay mình đây. Thì chúng ta không thể đưa trực tiếp vào cái chân vi điều khiển để điều khiển. Thế nên là chúng ta thường là sẽ chọn cách là dùng chan hoặc là dùng phép để kích. Thì hôm nay nhóm review xin giới thiệu về cái module MOSFET IRF520. Thì trên tay mình đây là module MOSFET IRF520. Đây, sử dụng MOSFET IRF520. Thì con MOSFET này có công suất là 9A và chịu được điện áp là 100V. Thì nó thuộc lại là kênh N, MOSFET kênh N. Đây. Thì module này đã đưa ra các cái chân. Đây là chân của tín hiệu vào này, chân VCC và chân GND là chân cấp nguồn cho module, và chân V-in và chân GND là chân cấp nguồn cho cái thiết bị đầu ra. Đây, ví dụ như động cơ này. Và chân V-cộng và V-trừ là chân đầu ra. Chân tức là mình sẽ kết nối với lại tải. Ở đây mình tải là động cơ, hoặc là con động cơ 775. Okay. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái mạch test sử dụng vi điều khiển là Atini 13. Ở đây là có một cái động cơ, thì là mình đã chuẩn bị trước để test cái này. Tí nữa mình sẽ test với động cơ kia sau. Bây giờ mình test với động cơ nhỏ này trước. Bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn 12V. Các cái chân này cho vào đây tương ứng này. V-in, GND. Thì ở đây mình đã lập trình cho nó là cứ 3 giây lại ngắt một lần và lại kích. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành test thử cái này. Các bạn nhớ V cộng, V trừ là ra tải. Rồi, thì ở đây mình đã đấu xong. Thì là chân GND, chân V in này, mình sẽ cấp 12V. Chân V cộng, V trừ là ra động cơ này. Bây giờ mình sẽ khởi động. Chạy 3 giây, dừng 1 giây. Đấy. Thì trên đây mình vừa giới thiệu về cái module MOSFET IRF520. Đó, thì các bạn có thể lắp thêm tản nhiệt cho nó để đảm bảo công suất. Thì chỉ với cái module nhỏ này, các bạn có thể lấy các cái chân, tức là lấy tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển và điều khiển các cái thiết bị có công suất lớn. Đấy, rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần mua về và kết nối. Thì video giới thiệu về cái sản phẩm này đến đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video này sau.